Ngày 12 tháng 5, một tài khoản Facebook đăng thông tin kèm hình ảnh về việc hai du khách nước ngoài bắt xe taxi di chuyển khoảng 50 mét, bị tài xế lấy giá 500.000 đồng. Cụ thể, bài đăng cho biết, hai du khách người Pháp đi xe khách từ Sapa Lào Cai về Hà Nội thì được nhà xe trả xuống ở phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi xuống xe khách, hai du khách này hỏi taxi về phố chợ gạo, cách điểm đón 50 mét, thì bị một người đàn ông lái xe taxi lấy giá 500.000 đồng. Điều đáng nói, sau đó thấy hộ chiếu khách quên trên xe, nam tài xế này quay lại trả, đòi thêm 500.000 đồng nữa. Theo hình ảnh đăng tải, chiếc taxi trên mang biển kiểm soát 30E-112XX. Anh S, kinh doanh tour du lịch ở Hà Nội cho biết, vào dạng sáng cùng ngày, hai du khách người Pháp kết thúc chuyến du lịch Sapa Lào Cai. Họ đường nhà xe trả lại khu vực đường Trần Nhật Duật. Anh S nói, theo kế hoạch, hai vị khách này sẽ bắt đầu sử dụng tour du lịch của chúng tôi bắt đầu tại Hà Nội. Chúng tôi đã dặn kỹ du khách, Hãy chờ ở nhà xe và sẽ có người đến đón. Tuy nhiên, họ đã tự túc gọi taxi đến điểm khởi hành. Sau đó, hai du khách bắt một chiếc taxi để về phố chợ gạo. Anh ấy nói, tài xế taxi lấy 500.000 đồng. Sau đó, khách có để quên hộ chiếu trên xe. Anh này quay lại đòi thêm 500.000 đồng nữa. Đồng thời cho hay, các du khách chia sẻ họ cảm thấy bị lừa đảo với trải nghiệm tệ. Hai du khách trên sau đó đã viết đơn kiến nghị gửi cơ quan công an. Với nội dung bài đăng trên Sáng ngày 12 tháng 5, một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh sự việc. Phố Trần Nhật Duật giao với phố chợ gạo. Theo nội dung bài đăng, taxi chở hai du khách trên di chuyển khoảng 50 mét. Tuy nhiên thực tế, quãng đường di chuyển là bao nhiêu mét cũng đang được lực lượng chức năng xác minh. Sau vụ tai nạn xảy ra tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, khiến 8 người thương vong, anh NLH, chú xã Tú Nang, vẫn nhớ như in cảnh tượng sau khi xe tải lao vào sạp hàng ven quốc lộ 6. Anh hát kể, nhà gần hiện trường vụ tai nạn, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ở trong nhà. Anh hát nói, đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Khi chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng khó tin xảy ra trước mắt, gạch văng khắp nơi, người dưới gầm xe. Theo anh hát, cảnh tượng lúc vụ việc xảy ra rất hỗn loạn. Anh chỉ biết chạy đến để hỗ trợ, cứu người, đưa các nạn nhân ra khỏi gầm xe vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ tai nạn. Chị Quy, nhà gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, sau khi đâm xe vào nhà, người kêu cứu họ hét khắp nơi, có mấy người bị thương ở chân đau quá kêu rất lớn. Theo chị Quy, người dân xung quanh khi đó đều chạy đến, hô hào cứu người, còn tài xế xe đầu kéo trông không được tỉnh táo. Chị Quy chia sẻ, may trên xe không có hàng, nếu xe trở nặng không biết hậu quả sẽ thế nào. Trước đó vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 5, tại tuyến quốc lộ 6 đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tài xế Nguyễn Mạnh Hà, 45 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình, điều khiển xe đầu kéo đã tông vào nhà dân, khiến một người thiệt mạng, 7 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Hà phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận đã uống khoảng 10 chén rượu trước khi lái xe. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hà để điều tra theo quy định pháp luật. Ngày 6 tháng 5, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin, Công an huyện Yên Châu Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1979, trú tại phường Minh Trung, thành phố Hòa Bình. Theo lời khai của Hà, khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 5, Hà điều khiển ô tô đầu kéo, biển số 26C-03737, di chuyển hướng Sơn La đi Hà Nội. Đến km 244-300 quốc lộ 6, Hà liên lạc với bạn tên là S, chú ở bàn Sốc Sạng, xã Trường Pàn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để hẹn ăn cơm tối. Sau đó, Hà lái xe đỗ vào bãi đất trống bên đường. S đi xe máy ra, đưa Hà vào nhà một người tên là D để ăn cơm trong khi ăn cơm, Hà uống khoảng 10 chén rượu nhỏ. Gần 22 giờ cùng ngày, Hà di chuyển theo hướng Hà Nội. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đến km 219 063 quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa của gia đình anh PMC. Lúc này có 8 người đang ngồi trong quán tạp hóa, Vụ tai nạn khiến một người chết và bảy người bị thương, trong đó năm người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu. Bốn ca phải mổ ngay trong đêm, một ca chuyển Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Mạnh Hà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít, âm tính với chất ma túy. Ngày 6 tháng 5, tin từ Công an huyện Yên Châu Sơn La, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe đầu kéo tông nhà dân làm 8 người thương vong. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 22 giờ 50 phút ngày mùng 5 tháng 5 trên QL6, đoạn qua bản Đông Khùa, xã Tú Nang. Thời điểm trên, xe đầu kéo đi theo hướng Sơn La, Hà Nội đã lao vào một nhà dân có nhiều người đang ngồi uống nước. Vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ, 7 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Châu đã ra bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà, 45 tuổi, ngụ Hòa Bình, là người điều khiển xe đầu kéo để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người, bị thương 45 người. Tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong đó, Ủy ban An toàn Giao thông ghi nhận hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 29 tháng 4 tại quốc lộ 2A qua huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ô tô đầu kéo va chạm với xe máy do hai thanh niên đèo nhau khiến hai người trên xe máy tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 3 giờ 5 phút ngày 30 tháng 4 tại quốc lộ 25 qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ô tô khách của nhà xe Quốc Cường chở theo 38 người va chạm với ô tô khách của nhà xe Cô Hai chở theo 30 người. Vụ tai nạn làm một người chết, 5 người bị thương và 6 người bị xây sát nhẹ. Đều là hành khách của hai nhà xe. Các nạn nhân được đến điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai. Sau đó, 6 người được xuất viện. Theo kết quả điều tra cả hai lái xe không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy, đều có giấy phép lái xe. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 17.095 vi phạm giao thông, phạt hơn 38 tỷ đồng, tước 3.419 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 170 ô tô, 6.566 xe máy và 118 phương tiện khác. Vụ hai xe khách tông nhau ở Gia Lai, một xe chạy quá tốc độ Chiều 30 tháng 4, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh. Tuyến tránh Chư Sê với quốc lộ 25 thuộc huyện thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê làm một người chết, 17 người bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với hai lái xe ghi nhận trong có cồn. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai lái xe. Kết quả kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình bước đầu ghi nhận một xe khách chạy trên 80 km/h trong khi đoạn đường này có tốc độ tối đa 70 km/h. Theo đó, xe khách 51B29489 của nhà xe Cô 2 do lái xe Nguyễn Công Dân có giấy phép lái xe hạng E FC sau Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp hồi tháng 10 năm 2023 điều khiển, ô tô hạn đăng kiểm đến ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km h Lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km h còn xe khách 47B02026 của nhà xe Quốc Cường do so lái xe Đinh Văn Hùng có giấy phép lái xe hạng F do so Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp tháng 6 năm 2021 điều khiển. Xe có hạn đăng kiểm đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Xe này không có dữ liệu giám sát hành trình thời điểm xảy ra tai nạn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4 tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Xê thuộc thị trấn Chu Xê. Xe khách 51B29489 của nhà xe Cô Hai lưu thông trên đường quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Phú Yên. Khi đến ngã tư giao nhau trên, xe này va chạm với xe khách giường nằm 47B02026 của nhà xe Quốc Cường chạy hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắc. Vụ tai nạn làm bà Phạm Thị Hoàng Oanh, 49 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hành khách đi trên xe cô hai tử vong và 17 người bị thương. Trong đó 11 người bị thương nặng được chuyển viện đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai, còn lại 6 người bị thương nhẹ đã xuất viện trong sáng 30 tháng 4. Cùng ngày, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân gia đình nạn nhân.